Từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 11 tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 31. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung quan trọng. Sau đây là toàn văn thông báo của kỳ họp. 1. Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Tất Thành Cang đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, vi phạm thẩm quyền, nguyên tắc, quy trình xử lý công việc, vi phạm quy định của Thành ủy về quản lý, sử dụng tài sản tại các doanh nghiệp thuộc sở hữu Đảng bộ thành phố và các quy định pháp luật trong việc quyết định chủ trương hợp tác kinh doanh, chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các doanh nghiệp thuộc Thành ủy, chấp thuận chủ trương để người đại diện phần vốn của Thành ủy biểu quyết phát hành cổ phần cho cổ đông chiến lược tại doanh nghiệp, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra giám sát để lĩnh vực được phân công phụ trách còn nhiều vi phạm pháp luật, gây thiệt hại lớn cho ngân sách Đảng bộ thành phố. Trong thời gian giữ cương vị thành ủy viên, ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố, giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí đã vi phạm quy định pháp luật về đất đai và quản lý đầu tư xây dựng trong việc ký quyết định phê duyệt dự án và ký tắt hợp đồng dự án đầu tư xây dựng 4 tuyến đường chính trong khu đô thị mới Thủ Thiêm. Những vi phạm của đồng chí Tất Thành Cang là rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong xã hội, làm ảnh hưởng lớn đến uy tín của thành ủy đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật. 2. Xem xét thi hành kỷ luật một số cá nhân về trách nhiệm liên quan trong dự án Tổng công ty Viễn thông Mobifone mua 95% cổ phần của Công ty Cổ phần Nghe nhìn Toàn cầu AVG. Sau khi xem xét khách quan toàn diện các vi phạm khuyết điểm của các cá nhân, căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Nguyễn Trọng Dũng, Phó trưởng Ban Đổi mới Doanh nghiệp, nguyên Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Đổi mới Doanh nghiệp, Văn phòng Chính phủ. Thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đồng chí Lê Mạnh Hà, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, và đồng chí Trần Văn Hiếu, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính. Đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với đồng chí Bùi Quang Vinh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 3. Xem xét thi hành kỷ luật đồng chí Chu Hảo, Giám đốc Tổng biên tập Nhà xuất bản Tri thức, nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, nguyên thành viên Hội đồng Trung ương Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam. Đồng chí Chu Hảo đã vi phạm rất nghiêm trọng nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, vi phạm tư cách, tiêu chuẩn đảng viên và quy định những điều đảng viên không được làm. Có những bài viết, phát ngôn trái với cương lĩnh chính trị, điều lệ đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của đảng, nhà nước, biểu hiện rõ sự suy thoái về tư tưởng chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Ngay từ khi phát hiện vi phạm, các tổ chức đảng đã nhắc nhở, kiểm điểm nhưng đồng chí không khắc phục sửa chữa mà còn tiếp tục có những vi phạm mới. Quá trình xem xét thi hành kỷ luật, đồng chí đã không chấp hành các quy định của đảng, không chấp hành kiểm điểm, có hành vi chống đối, thách thức. Vi phạm của đồng chí Chu Hảo là rất nghiêm trọng, diễn ra trong thời gian dài, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, tác động xấu tới tư tưởng xã hội. Căn cứ quy định của đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng đối với đồng chí Chu Hảo. 4. Cũng trong kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã cho ý kiến vào dự thảo sửa đổi bổ sung quy định của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra giám sát công tác cán bộ. Hết thông báo.